Lộc với Tú chuẩn bị một buổi đi quay nữa bạn. Thì hôm nay thì Lộc với Tú sẽ đi tìm một ngôi nhà mới để quay và sẽ quay lại đó ban đêm. Thì tại hơi xa nên mình với Tú bắt đầu đi sớm chút xíu. Chuẩn bị đi mà ơi. Trời mới mưa nè bạn thấy không? Nhà cửa bị ướt nhẹp chân vậy nè. Má tôi bị gì nứt nhắc hoài. Cái gì? Má tôi bị gì nứt nhắc hoài nữa. Má bị gì? Bị gì mà bấm nó chậm. Có coi gì không mà bị gì vậy? Tại mấy cái game này game trên mạng trên web rồi đó. Cái gì? Tại mấy game trên web rồi vậy đó. Tại vì cái nó mày cứ ngắt bấm đi nó không mượt nữa. Chứ có coi gì không á? Coi cái hỏi chi? Thua cái tào lao phải không? Coi mấy cái trên web thôi à. Cái gì? Coi mấy cái phim trên web thôi à. Phim trên web à? À. Cái gì? Tại ai tao chỉ cho cái phần mềm này quét virus, chắc bị virus rồi. Làm gì? Xài quá trời, vô mấy cái đồ tào lao. Vô App Store nè, vô kiếm nè, Currency nè, ý nóc chứ. Nóc security chứ. Nè. Đây nè các bạn thấy không? Cái này là Tú tại biết sao nó coi ba cái phim có 70 mấy à, nó còn thua cái nói chung là như cái một cái tấm ảnh thôi. Thì giờ vào. Nè dọn dẹp nè, bỗng giờ dọn dẹp. Có một mối nguy hiểm mà đang quét. Nó quét biết sao, nó quét kỹ lắm. Nó quét ở trong cho nó sạch cái bộ máy mình luôn, cái virus nè. Rồi có mấy cái lỗ hổng nào nó sẽ vá lại cho mình luôn. Ở trong tự động máy nó làm cho cái máy mình nó tăng tốc nhanh hơn. Nè. Này, xử lý ngay, có một mối đe dọa này xử lý ngay nè đó. Rồi nó xóa cái đó đó đó. Bây giờ cái máy mình an toàn rồi đó, thấy không? Mà nó có nhiều cái ứng dụng khác nữa. Ở đây nè. Ở đây có tăng tốc nữa các bạn thấy không? Vô đây nè, nó vô đây cái mình bật cái cho nó nè. Mình bật lên cho nó cái nốt security này nó có thể quét bộ nhớ nó làm tăng tốc cho cái bộ nhớ máy mình nó tắt mấy ứng dụng mà kiểu mà chạy ngầm mày. Nhiều khi mày tải quá trời nhiều qua cái ứng dụng tào lao vậy nó chạy ngầm rồi thành ra khi mà mày không có bật máy nó vẫn chạy với bộ máy mày lâu ngày nó nặng. Nè quét nè, nó tắt ứng dụng từ thấy không? Mười mấy cái ứng dụng chạy ngầm mà mình đâu có thấy con mắt đâu. Đó bây giờ nó quét nè. Nó bây giờ máy mạnh liền thấy không? Nó tắt cái mấy cái trang mà chạy ngầm hết trơn. Nè trong đây nó có rất là nhiều chặn thông báo nè, nghe có mấy cái thông báo mình không muốn không thích nó nổi lên á thì mình bấm mình chặn thôi. Tiện lợi dữ ha. Ừ, nè kích hoạt nè nó, bắt đầu muốn chặn nào đâu mình chặn mấy thông báo của mấy cái mà mình không thích á. Để là mấy cái ứng dụng mà mình không nhận được, không muốn nhận là mình phải tắt luôn. Ừ. Đó. Nhưng mà em dữ hả? Ừ. Cái này cái ứng dụng này anh em mình sẽ để ở dưới phần mô tả dưới đó, tại mình thấy xài. Con cốc nhảy rồi ngại nhảy là lao kìa. Đâu rồi? Ui. Đâu rồi? Đâu rồi? Rồi. Hello xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay lại kênh Gió Đồng. Thì hôm nay Lộc với Tú đang ở một khu mà gọi là mã mồ khá nhiều nhưng mà không được gọi là cái nghĩa địa các bạn. Thì hôm nay Lộc với Tú ra đây á là để muốn chứng thực một cái trò chơi, một trò chơi tâm linh mà từ trước đến giờ Lộc coi rất là nhiều, mình với Tú coi rất là nhiều rồi. Thì mình không biết cái trò chơi đó có thiệt hay không. Thì trò chơi có tên gọi là Ouija. Trò chơi đó, nó xuất phát từ Mỹ nhưng mà cái từ Ouija đó là có thể dịch ra là có không, mà cái từ Ouija đó là cái từ của tiếng Pháp, Đức. Thì cái trò chơi này nó có cách đây trên 120 năm các bạn. Mà nói chung là mình thấy nói chung khoa học cũng chưa từng giải mã được cái trò chơi này. Và người ta cũng không biết cái hiện tượng thật sự của trò chơi này thì có thật hay không. Thì Lộc với Tú làm clip này á thì mình trước khi mình làm á thì mình muốn nói như vậy. Thì thông thường á thì cái trò chơi này bắt buộc phải chơi từ 3 người trở lên. Bắt buộc là 3 người trở lên nha. Là ở nước ngoài người ta chơi á, còn ở Việt Nam mình thấy cũng chưa có ai chơi dưới 3 người cả. Nhưng mà hôm nay Lộc có với Tú thì có nhờ một thằng đi nữa. Nhưng mà tiếc rằng là nó không đi được các bạn. Thì bây giờ có 2 thằng. Thật sự thì Lộc với Tú cũng hai mình nó cũng rất là đắn đo, không biết có nên làm hay không. Tại có 2 thằng thì nó mình nói chung cũng khá là sợ. Nhưng mà mình nghĩ mà nếu mà đợi chờ mà kìa một người mà có gan để đi nữa thì khó quá. Nên 2 thằng mới liều mới đi luôn. Thì Trước tiên trước khi mà bắt đầu mình làm thì mình khuyên mọi người vậy. Cái trò này thì mình không có xác định là thật sự là nó không biết nó có hay không. Nhưng mà nói về tâm linh thì tất cả các em với những người nhỏ tuổi thì tốt nhất đừng có chơi những cái trò này. Tại vì mấy đứa em thì nhỏ tuổi thì thông thường nó sẽ yếu bóng vía, mà sẽ có những trường hợp sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, và hoặc là có thể là gây ảnh hưởng đến tinh thần rất là nặng đó bạn. Thì đây nè, cái bàn cầu này thì Lộc tự làm. Đây nè, mình cho bạn xem nè. Này cái bàn cầu nữa bạn. Cái bàn cầu này là mình tự làm nha. Từ cái con cờ cho tới chữ viết là mình tự làm. Thì cái bàn cờ này có cái tên gọi là có không thôi. Là mình chỉ kêu người ta lên và họ lên, và nếu mà có thì họ lên nó chơi với mình. Thì khu này mấy bạn thấy nè, ở đây nè, để mình cho bạn xem thôi. Đây, gọi đèn Tú, gọi đèn Tú. Hôm nay có cái đèn khá là sáng. Ở đây là mã không mà, mã rất là nhiều. Mình với Tú thì sẽ đem cái này vô gần thôi. Nói chung là cũng hơi có hai thằng không dám trực tiếp vô nghĩa địa mà để cầu. Nói chung thì vô đó nó cảm giác nó ớn. Thà mình chơi ngay ngã ba. Bây giờ Lộc với Tú sẽ đến một cái ngã ba, sẽ cầu thêm cái có lên không. Thì cái trò này thì mình nếu chưa thì đó giờ thấy người ta chơi nhiều rồi. Và hôm nay mình muốn giải mã thật sự có hay không. Video này mang tính chắc là giải mã bạn, mình chưa chắc là nó có hay không. Và tại vì biết sao, cái trò này mình thấy nó có nghĩa là nhiều khi người ta tạo, người ta làm mình không biết được. Thì bây giờ mình không nói nhiều nữa, bây giờ mình với Tú đi cầu thôi. Đi kiếm chỗ ấy đây. Đi kiếm lại ngã ba đằng này nè. Bật cái đèn pin lên đi, bật cái sáng lên đi. Bật cái ấy lên cho sáng bung lên đó. Cái đèn khá sáng bạn, nhưng mà các bạn nè, để Lộc nói cái việc này cho mọi người nghe. Là khi mà nhiều lần mình đi quay kiếm tìm những linh hồn ấy đó, thì biết sao, nhiều người nói tại sao mà không mua cái đèn sáng thiệt sáng, hoặc là đi thiệt đông. Thì lý do là vậy. Nếu mà các bạn đã cầu linh hồn mà đi đông thì ma nào dám ra, đúng không? Có những người rất là nặng bóng vía, là ma nào mà dám mà hiện, đúng không? Thứ nhất là vậy đó, là không đi đông là lý do là vậy. Thứ hai là cái đèn thiệt sáng thì hỏi mấy bạn nè, mấy bạn đã cầu chơi cầu cơ hay gì đó mà đèn sáng quá rồi làm sao mà người nào dám vô, đúng không? Tại đó, tại cái đèn của Lộc có hai mình nó rất là sáng bạn. Thật sự rất là sáng đây nè, các bạn bung ra các bạn xem đây nè, sáng nguyên một khu luôn á, nhỏ nhưng mà rất là sáng, nhưng mà cái nào nó ăn pin cực kỳ luôn, còn pin rất là mau hết. Cho nên thì mình với Tú thì chịu thôi. Nhưng mà khi mà quay thì mình hạn chế gọi đèn ánh sáng quá, nó sáng. Tại vì nói về tâm linh thì người ta có sợ ánh sáng. Ánh sáng quá mạnh thì người ta sẽ né ra. Bây giờ là bạn biết mấy giờ không? Bây giờ là 3 giờ sáng. Ở dưới đó những ánh đèn đó, đèn đường. Mình với nói thì đi ra đây lúc 2 giờ. Nhưng mà định đi vô cái khu mã đó mà hàng kia nó không đi thì nó nói chung là nó có việc nhà nhất hai nó gì nó ngủ rảnh cẳng. Mình kêu nó không chịu đi. Thì bây giờ kiếm chỗ nào có thể găm được 3 cái hương hết. Bây giờ mình với Tú sẽ không gọi tên nhau nữa từ giây phút này, mà chỉ là kêu mày tao thôi. Nó kêu ông cái gì kêu chứ không có kêu tên, tại cái này tuyệt đối cấm không có cho kêu tên. Đây là cái bảng cầu nãy bạn. Mình thì chỉ có 2 người cho nên không có người quay, mà phải chịu khó, một tay cầm một tay để dịnh thôi, nó không biết sao mà nói nữa. Đốt đi. cắm lên. Thông thường người ta sẽ câu bằng đây là chỗ ngã ba nha bạn, nhưng mà bên đây cái đường này nó cỏ mà, còn hai cái đường này thì người ta để bằng xi măng. Bây giờ cầu chứ là khoan, để tôi nhớ cái bài cầu thấy trời. Ừ đấy đi. Rồi, vô, cầm. Tôi nhớ mà không có thuộc mấy lọc đi, tao phải đó ta vô. Bây giờ chỉ có hai thằng thôi. Phải có cái máy quay nữa cũng đỡ quá, quay trên đi xuống á. Phải có máy quay nữa bắt đầu tao cầu nha. Cầu ma quỷ thánh thần, trên thiên đàng dưới địa ngục, hãy nhập vào cờ quay này. 3 nén hương thắp sẵn, xin mời người lên chơi, xin mời người lên chơi. Hãy làm cho cờ quay. Để tôi quên tiêu rồi. Để chết rồi, tôi quên nửa chừng rồi. Thằng quang lại tắt, tôi nhớ lại. Nãy quên giữa chừng mà giờ lên cầu lại cái. Cầu ma quỷ thánh thần, trên thiên đàng dưới địa ngục, hãy nhập vào cờ quay này. 3 nén hương thắp sẵn, xin mời người lên chơi, xin mời người lên chơi. Làm cho cờ bay, cờ chạy vòng vòng, xin mời người lên chơi, xin mời người lên chơi. Nếu dạ, sao cái camera quay lên, tự động quay lên trên nè, từ từ. Nếu trong đây á có ai, có người nào trong đây rồi á, thì hãy xin làm cho cờ chạy có hoặc không, cho tôi đây biết ở trong đây có người nào chưa. Nếu có thì hãy chạy qua chữ có, và nếu không á thì chạy qua chữ không. Cho nhắc lại lần nữa là nếu mà có ai trong đây á, nếu có người trong đây á, ma quỷ hoặc thánh thần, thì hãy cho tôi biết có hay không. Có thì để chữ có, kéo cờ qua có, và không thì sẽ kéo cờ qua bên không. Hãy cho tôi biết là trong đây có không. Không có. Không có. Tao đọc tôi nhớ đúng cái câu đó rồi đó. Gió lạnh quá, lạnh cái nữa thôi. Có ai ăn khó chơi quá. Gió quá gió. Làm lại cái nữa thôi. Cái gì vậy? Cái gì? Nãy giờ là mình với anh Tú là cầu tới cầu lui nãy giờ khoảng 5 lần các bạn. Mà cái nhang này nó xuống nhưng mà lên không thấy lên. Mình cầu 1-2 lần, nếu nó không được nữa mình về. Cầu ma quỷ thánh thần, trên thiên đàng dưới địa ngục, hãy vào nhập vào cờ quay, lên đây chơi. 3 nén hương đốt nhiệt sẵn, xin mời người lên chơi, xin mời người lên chơi. Làm cờ quay, cờ chạy vòng vòng, xin mời người lên chơi, xin mời người lên chơi. Cái gì vậy? Nghe tụm 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 sau lưng. Nếu trong đây có người rồi thì cho mình biết là trong đây có người bằng cách cái gì có tiếng động nè, có tiếng động, vọng không thấy. Nếu có người nào trên đây, trong đây á, thì cho mình biết á, là có sự hiện diện của các bạn bằng cách á, kéo con cờ á, qua bên chữ có. Có mày rồi. Em kiến cắn tao. Đi. Cho mình biết ở đây á, là thằng Thánh hay quỷ ma hay mà. Nếu đây là thằng Thánh hay quỷ ma cho anh biết. Mà vậy cho anh biết ở đây là nam hay nữ. Nam nữ. Hỏi gì không em? Tuổi gì? Hỏi ngày tháng năm sanh đi. Cho hỏi là ngày tháng năm sanh của bà là ngày tháng năm sanh đó, ngày mấy, tháng mấy, năm nào. Vậy là sao ta? 1993 253 là sao? Ừ. Là 1990 25 tháng 3. Đúng không? 25 tháng 3. 20 25 25 tháng 3. Ừ. 25 tháng 3 mình 1990. Ừ. Tại ủa cái đúng không nãy 1990 lúc đầu phải không? 1990 không? Ừ. Để mình nói ngày tháng năm sinh mất đi. Ngày sáng năm mất chứ năm sinh. Ừ là ngày tháng năm ngày mất năm. Quái thiệt. Ngày tháng năm nào mất á? Con cóc nó nhảy lợn kìa. Sao con quỷ này lọt đây chi trời? Nó ở đây có gì không mày? Làm biết đâu. Mày chú ý vô này đi. Như sao? Hỏi gì? Hỏi ngày mất, tháng mất, năm mất. Nói chung là ngày tháng năm mất đúng không? Ừ. Cho con biết đó, ngày tháng năm mất của bà là ngày mấy? Tháng mấy năm mấy? Xe lông xộm với tao. Xe lông xộm gì? À biết đâu. Tôi không biết đường số mấy luôn á. Không biết cái gì nãy về số gì vậy? Nãy số 2, số 9. Bà cho con hỏi lại ngày mắc, tháng mắc, năm mắc bà nãy con nãy giờ con không biết không nhớ số. Vậy kỹ nha. Dạ xin bà cho cầu chạy ạ. Nguồn 10 nè. 50. Ừ. 5 à. Tháng 5. Ngày 10 tháng 5 2009. 2009. Ủa hồi nãy là sinh ngày mấy? Tháng năm mấy? Năm 1990 hả? Ừ, 1990 mà ngày năm ngày tháng quên rồi. Vậy tính ra nếu mà tính năm ra mới có 19 tuổi rồi. Mắt mà mới 19 tuổi rồi. Ừ. Là cho con hỏi là lý do mắc cái là gì ạ? Lý do của bà mắc cái là gì ạ? Không đây là không gì đó. Không. À, thấy không có thấy gò. Không là không gì. Nó không cho biết. Ai biết không? À, không đây là không có cho biết nữa nè. Nếu cho con hỏi, nếu mà bà không muốn cho biết lý do mắc, bà chạy qua chữ có. Yeah, không muốn cho biết lý do mắc. Mình nghe nói về vòng nghe tiếng động rồi. Mình hỏi thử vòng đem nhiêu người. Ừ, hỏi thử. À, bà cho con biết là vòng nơi đây hiện tại có bao nhiêu người ạ? À? Vậy là sao trời? 7, bắt đầu kéo 7, kéo 1, kéo 7, kéo 1. 7, 1, 7, 1. Sao mà? Hỏi lại cái nào? Là do con hỏi là nơi đây vòng nơi đây hiện tại nơi đây là có bao nhiêu người ạ? À? Một. Ừ. Mà giống như mà. Sao có giống như hai cái qua có lỡ rồi. Em biết không? Cỡ nào đừng có buông nghe, đừng buông ra liền nha. Hỏi gì nữa mày? Bây giờ mình hỏi lời cái nữa. Hỏi gì? Hỏi lời thần thánh quỷ ma, hỏi lời cái nữa. Con hỏi rồi cái lý do mắc. Ủa, hỏi rồi hả? Lý do mắc ông bảo không cho biết. Hỏi về ở đây có buồn không? Ừ. Cho con hỏi á, là ở đây bà ở ngã ba vậy bà có buồn không? Con cốc nhảy rồi ngại vậy, nhảy là đau kìa. Đâu rồi? Ừ. Đâu rồi? Đâu rồi? Quát. Mấy nhiêu lưng không có đập mà. Ôi trời. Rồi. Rồi. Ai biết. Cho hỏi ở đây quỷ ma thánh thần ạ. À. Ờ, quỷ không được. Quỷ à? Quỷ. Mình kết thúc trò chơi đây đi. Cho con được phép được kết thúc trò chơi đi được không ạ? À? Không. Chưa cho này. Con cấp đúng tiêu trời. Mới vậy chứ đừng có đập. Đừng cái đường quay. Mất tích luôn á. Mất tiêu cái trời. Ôi. Mày cầm cái đèn ấy, tao cầm cái máy quay dạo vòng cứ chờ. Không thấy luôn mà. Đồ tiêu con cóc rồi. Bây giờ mình với Tú không bao giờ buông được cái con cờ này ra. Buông ra nói chuyện liền nha. Mới thấy nhảy lưng tôi có đập. Nó mới nhảy ra sau lưng tao liền luôn á. Mà không thấy là không nè, ngộ vậy. Kỳ thôi. Đây đi. Bây giờ mình xin kết thúc nữa. Cho con tụi con có lại đây có làm phiền ông bà thì cho mong bà lượng tình tha thứ cho. Thì cho con với Tú con quên chết bà cái tên này. Cho con được phép được nghỉ chơi. Con mong được nghỉ. Không chạy luôn rồi. Không chạy nữa. Cho con mong được nghỉ, cho con và bạn con được nghỉ. Muốn cho nghỉ rồi giờ sao vậy? Bạn hỏi gì vậy? Cho con hỏi lại ở đây có bao nhiêu người? Cho con hỏi đây có bao nhiêu người? Là 7 người. Con có tụi con có lại đây có phiền ông bà không? Chuyện sao vậy? Giờ tụi con lỡ tại tò mò muốn biết nơi đây có những người nước ngoài mặt không, mấy con muốn lại chơi. Mong mọi người ở đây tha lỗi và cho con về. Con muốn kết thúc trò chơi tại đây được không ạ? Bắt cái đèn sáng này, gọi góc bển vậy. Ngọc quá. Ngọc quá. Bây giờ cho con để làm thế nào để tụi con có thể cho tụi con gì không? Làm gì để cho tụi con gì à? Chết. Không bao giờ, không mấy bây giờ mà lại người trong đây cho con ngày mai con đem đồ ăn cúng được không ạ? Chuột lỗi. Chạy đi chạy lại đây không? Bây giờ buông được chứ trời. Tạm biệt. Cho hỏi còn người ở đây không? Cho hỏi còn ai trong này không à? Nếu mà còn thì cho cờ chạy là chỉ có. Cho hỏi á, trong đây á, còn người ở trong đây không ạ? Nếu còn á, do cờ chạy đây chỉ có. Mỗi lần nữa. Cho hỏi nơi đây trong con cờ này còn người không ạ? Nếu mà còn người thì cho con cờ chạy là chỉ có à. Cho con được phép buông tay. 1, 2, 3, buông. Đừng cắp buông tay rồi. Bật cái đèn nha. Con nó hay nhảy lên cái bậc đây. Tao thấy nó nhảy vô lưng tao gỗ gà mà. Để đây lên cái bậc đây nó tiêu. Quá gì. Thôi lấy đồ về đi Tú ơi. Lấy đồ về đi. Đi đâu kìa mẹ đi. Cái đó là đốt luôn. Xé ra đốt luôn. Đốt ngay tại đây đi. Bắt đèn ở đây ra, cầm đèn á. Đem xích ra chỗ này đi, Xé ra được không, xé một miếng như vậy đốt không cháy đâu. Nó ăn cóc ngộ trời. Mày có thấy nó nhảy ra sau lưng tao không? Ủa? Mày không hiểu con cóc mà đâu phải hết đâu mà nhảy dữ vậy. Được không? Để che ra. Trái nữa. Không hiểu nổi. Con cóc mất tiêu không trời. Ô lạnh quá mọi người, lẹ lẹ đi. Cháy không? Cháy nổi không? Thôi bỏ đi, không cháy thì bỏ đi. Bỏ đi mày, lấy đồ đi về đi, bỏ đi. Nó lạnh lắm hả? Cóc luôn đấy. Ngủ mày. Cầm đèn đi. Mày thấy cặp mắt không? Mắt con cóc cái gì đó. Nó. Thế gọi không thấy. Sao nãy ở đặng kiếm gặp. Thấy không? Mày nghe chủ cái miếng giấy trắng có hai cái mắt sáng đó thấy không? Nè, nó. Ôi gì. Bây giờ mình tắt camera mình về thôi các bạn.